Em Quân chăn nuôi dê xin chào đại gia đình. Trước mặt quý vị, con dê của em Quân nó bị tụt canxi quý vị. Tụt canxi cho nên là nó đang nằm. Nhưng mà thực ra con này em đã trị nó được khỏi 80% rồi. Nó đứng dậy ăn được rồi quý vị. Do nó ăn no á. Nó nằm ấy chứ thực ra con này nó đã ăn lại được rồi. Lý do con này nó bị tụt canxi là như này quý vị. Tại vì nó là con hiền nhất trong bầy này. Khi mình cho ăn như này này quý vị. Khi mình cho ăn như này thì con này nó cứ dí con kia. Con này nó hiền thì nó không ăn được cho nên nó ăn rất ít. Tại vì em cũng không có công để đi lấy cỏ lấy lá nhiều. Cho nên là chăn nuôi á, mình bỏ cỏ bỏ lá vô con nào nó mạnh ấy, thì nó ăn nhanh ăn nhiều được trước. Cho nên quý vị thấy có một số con của em trong này nó béo mượt mà nó tròn không? Mà tại sao có một số con nó gầy? Một số con nó béo mượt nó tròn bởi vì nó ăn mạnh hơn, nó ăn nhiều hơn và nó như kiểu là nó thủ lĩnh trong này. Còn những con nó gầy như vậy này. Những con như vậy là nó yếu ớt hơn, nó ăn ít hơn. Và nó bị những con khác ăn hiếp thành ra nó gầy như này. Bởi vậy nên tại sao khi mà em thiết kế chuồng dê của em á, em có những ngăn những cái hộp nhỏ này như này riêng. Bên kia cũng có quý vị, hai hộp nhỏ riêng nha. Nói chung á thì nó có ý đồ từ trước á. Mình ngăn những hộp nhỏ này riêng để tách con đực này. Rồi những con cái mà sắp đẻ mình tách riêng. Rồi những con nào mà bị ốm bị bệnh mình tách riêng. Chứ mình không thể để cái chuồng rộng thanh thang như vậy được. Rồi một cái ngăn bên này em cũng làm sẵn để tách bầy ấy chứ. Nhưng mà do dạo này chưa làm chứ. Do làm biếng ấy quý vị, chứ không phải là không có thời gian đâu. Chứ thời gian thì giờ rảnh hơn nhiều rồi. Nói lại cái chủ đề làm sao để trị cái con dê nó bị tụt canxi nằm liệt nha quý vị nhá. Khi con dê nó bị bệnh hay bị bất cứ cái gì á, mà mình trị mà nó bỏ ăn thì mình mới sợ. Chứ còn nó đã ăn được á, thì mình yên tâm nhé. Mình cứ yên tâm, nó còn ăn được là mình còn cứu được. Quan trọng là mình có kiên trì hay không mà mình cứu nó. Sau cái cứu đó mình có còn giữ được cái con dê đó hay không. Chứ còn mình sẽ cứu được nha. Như con này nó bị như vậy là em dùng thuốc bổ nha quý vị. Thuốc bổ là mình canxi B12 này. Em Quân nói quý vị ra tiệm quý vị mua có này. Canxi B12 này, vitamin C này, B complex tổng hợp này, Catosan ít thôi nha quý vị nha. Đặc biệt là canxi và B complex, tại vì B complex là vitamin tổng hợp, còn canxi là thành riêng cái canxi và thêm một ít vitamin C nữa để nó tăng cường sức đề kháng. Và khi con dê mẹ mà nó bị như này á, nó sẽ có kế phát thêm là một chút viêm vú nha quý vị nha. Thì viêm vú mình chích thêm là Amox cộng Đề Sa. Cứ cách ngày vậy ạ, một ngày mình dùng thuốc bổ và một ngày mình dùng Amox và Đề Sa. Mình dùng đến khi nào mình cảm nhận con dê nó khỏe lại thì thôi. Cái này em dùng chắc gần chục ngày đó, con dê nó đã khỏe lại và nó đứng dậy ăn được rồi. Có điều em chăm riêng quá cho nên em bỏ cỏ nhiều, nó ăn no rồi, nó không ăn nữa. Chứ thực ra con này nó đã khỏe mạnh rồi như vị nha. Và cái bầu vú của nó bây giờ em nặn ra là nó ra sữa rồi, chứ nó không phải là ra cái bột sữa hư như lúc trước nữa. Chứ lúc mà nó bị á, là sữa nó ứ lại, nó như kiểu bị viêm luôn á. Mình phải nặn bỏ hết những cái sữa đó đi và mình dùng Amox và Đề Sa mình phối vô một vai bên này, vai bên kia. Cứ cách ngày mình chích lần. Ngày hôm nay mình chích thuốc để trị viêm vú và trị tiêu viêm tổng hợp á. Thì ngày hôm sau mình dùng thuốc bổ, mình cứ làm như vậy. Làm đến khi, đấy, quý vị thấy con dê nó ăn được chưa? Đó. Em đâu có nói sai đâu, con dê nó tự ăn được rồi. Cái này có một cái là em chưa có bỏ đa liếm vô. Hơn chục ngày hôm nay nó chưa có đa liếm nên nó đang cuồng lắm rồi á. Để 1-2 hôm nữa rồi em sẽ bắt sang cái ô này để em tách luôn. Bên này thì có cục đa liếm quý vị. Dê cái gì chứ? Khoáng là phải có nhá. Khoáng là đa liếm của nó đó. Khoáng trong đó có muối, rồi các vitamin tổng hợp, canxi, rồi đủ thứ trong đó. Dê nó tự biết, tự cảm nhận và tự liếm. Khi nào nó cần thì nó ăn. Còn thuốc bổ là mình bồi bổ cho nó thêm thôi. Em Quân xin chào quý vị nhé. Hẹn gặp quý vị ở những video lần sau. Quý vị yêu mến em Quân, cho em Quân nút like cũng như nút đăng ký kênh để em Quân chia sẻ nhiều hơn về những cái trải nghiệm và những cái
kiến thức mình học hỏi được trong cái lĩnh vực chăn nuôi dê này đặc biệt hữu ích cho những anh em nào mới khởi nghiệp. Em Quân cũng có để số điện thoại ở bên dưới, quý vị nào cần tư vấn gì cứ nhấc máy lên gọi em Quân, tất cả đều miễn phí nhé quý vị nhé, không có ấy đâu. Biết gì em Quân chia sẻ, nếu không biết thì mình giao lưu học hỏi thêm. Xin chào quý vị nhé, hẹn gặp quý vị ở những video lần sau.